Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Thịnh. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để mà có thể tạo ra được những bức ảnh chụp mưa giống như thế này. Và cái cách làm của nó thì bằng VSCO hết. Tuy nhiên thì bởi vì khi mà mình chia sẻ cái công thức này lên trên mạng thì chắc chắn các bạn cũng sẽ không có biết cách để mà làm ra được cái màu y chang như vậy. Cho nên mình quyết định sẽ thực hiện một cái video để có thể giải thích đầy đủ và cặn kẽ nhất có thể. Ok, và ngay bây giờ thì mời các bạn cùng xem video. Thì bây giờ thì mình sẽ mời các bạn xem qua những bức ảnh mà mình đã chụp vào một ngày trời mưa. Và cái ngày đó thì nó cũng đến cái đây mấy ngày rồi. Và trong khoảng thời gian vừa rồi thì mình đã cố gắng là mình kiếm thêm một cái ngày mưa nào đẹp đẹp mà trong cái lúc mình ra ngoài đường á. Nhưng mà rất là xui là khi mình ra đường thì nó không có mưa, khi mình về nhà thì nó mưa, mà chụp ở nhà thì nó buồn quá, hết chán quá. Cho nên là thôi mình lấy lại những cái tấm mà mình đã chụp ở phía ngoài đường. Và các bạn có thể thấy đây là những bức ảnh mà mình chụp từ iPhone 6s Plus. Chiếc iPhone 6s Plus này mình mua của Cellphonehead cách đây khá là lâu rồi, và hiện tại giá của nó rất là rẻ. Tuy nhiên thì mình có thể nói là đánh giá cao chất lượng cái camera của nó. Đây là bức ảnh mưa. Đây là các bạn có thể xem bức ảnh gốc của nó đây. Đó, cái màu của nó khá là khác, cũng là mưa luôn. Trời rất là sáng. Khi mà mình chỉnh thông số thì nó sẽ ra được cái màu như thế này. Và cái công thức mình sẽ để ngay trên đây luôn. Cái bí quyết nó không nằm ở cái công thức này, mà nó nằm ở cái phần đó chính là slip tone. Và cái phần slip tone này là cái phần mà mình phải hướng dẫn cho các bạn, bởi vì nó không có thể hiện lên trên công thức. Cho nên là nếu mà các bạn muốn chỉnh một cái bức ảnh mưa giống như thế này thì các bạn sẽ không có làm ra. Đó là lý do vì sao mà mình phải thực hiện cái video này để hướng dẫn cho tất cả các bạn luôn. Có rất là nhiều bạn PM hỏi là anh ơi, làm sao để mà mình làm ra được cái màu như thế này, thì khi mà mình chỉ thì một số bạn anh ơi làm ra không giống. Thôi mình quyết định mình chỉ hết luôn cho tất cả các bạn. Ok, thì cái công thức ở đây đó chính là cái shadow tint. Mình cái phần shadow tint và cái phần highlight tint, tức là định nghĩa là cái phần này nó sẽ ám màu lên trên cái vùng bóng và cái vùng sáng. Tức là shadow tức là vùng bóng, thì tức là những phần mà nó nằm ở phía bóng của nó, nằm ví dụ như là cái bóng râm thì nó gọi là shadow. Thì tức là những cái phần đó nó sẽ được ám cái màu xanh này, nó có được ám màu lên tùy cái màu mình chọn. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn màu xanh. Mình chọn màu xanh thì nó sẽ ám cái màu xanh lên. Và các bạn có thể nhìn thấy nếu mà mình chuyển nó về không á, thì tất cả mọi thứ nhìn nó rất là bình thường. Và khi mình kéo nó lên màu xanh á, thì nhìn nó rất là đặc biệt, nó rất là khác so với bức ảnh ban đầu. Đó là cái công cụ shadow tint và highlight tint, là nó có cái tác dụng như vậy. Và đa số những bức ảnh mà nó chỉnh phim á, thì nó có thể sử dụng những cái màu này để nó pha trộn vào nhau. Cho nên là mình nhìn rất là khó phân biệt được. Đó là lý do mà các bạn nên thử. Ví dụ như khi mình chuyển về cái tông vàng á, thì nó sẽ cho ra một cái nhìn nó khác. Đó, các bạn có thể nhìn thấy, nếu mà tông vàng thì cái màu nó hoàn toàn nó khác luôn. Khi mình chuyển về tông màu cam thì các bạn có thể nhìn thấy không, khi mình chuyển về tông màu cam, màu 6 để mức khoảng 6.0, thì các bạn có thể nhìn thấy là nhìn nó rất là cũ kỹ. Nhìn cái cảm giác nó rất là cũ kỹ. Thì tùy vào cái màu sắc mà nó sẽ mang lại một cái cảm xúc, một cái cảm giác khác nhau. Các bạn có thể chọn màu bất kỳ mà các bạn điều chỉnh cho nó, rồi các bạn nhìn thấy nó hợp mắt thì các bạn giữ lại. Đây là cái công dụng rất là đặc biệt của shadow tint và highlight tint. Thì ở đây cái công thức này mình sẽ sử dụng là màu xanh lá cây và
để cái mức green là 4.0. Phần highlighting thì mình sẽ dùng cho nó màu xanh một tí, tức là những cái vùng mà màu vùng sáng á, thì mình sẽ cho nó ám xanh. Đó, các bạn có thể nhìn thấy không, sự khác nhau ở cái vùng sáng, tức là ở những cái vùng mà các bạn có thể để ý cái phần trên tường trắng, cái phần trên tường nè, khi mà mình kéo lên thì những cái vùng đó nó sẽ xanh. Thì ở cái phần vùng này á, nó sẽ chỉ tác động đến những cái vùng mà sáng thôi, cho nên là khi mà mình chụp bức ảnh mà nó có nhiều vùng tối á, thì nó sẽ không có nhiều ảnh hưởng, nhiều thay đổi, mà nó sẽ tức là cái vùng nào ra vùng đó, vùng sáng thì nó sẽ tác động vùng sáng, vùng tối nó sẽ tác động vùng tối. Và shadow tint và highlight tint, sleep tone nó là như vậy. Các bạn thử dùng thử cái công cụ này thì các bạn sẽ cho ra được những cái màu rất là hay. Và các bạn cứ thử đi ha. Cái màu mưa của mình đến đây là kết thúc rồi đó. Đối với những bức ảnh mà những bức ảnh có mưa thì nó mới hợp với cái màu này thôi ha. Còn khi mà mình chỉnh những cái màu khác thì các bạn có thể thoải mái mà tùy biến theo cái sở thích của mình ha. Đó, vậy thôi. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Và nếu mà các bạn thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe kênh của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.